for our fourth of these Dev Update videos. Yeah. We have a lot to cover today, and to help us do it, we're going to be joined by a familiar face to many of you, Ryan Reeve-Morellis, who will be talking about new champions and the upcoming... Also known as Meddler. I'm Jeremy, uh. a.k.a. ryan Brightman. Now, today is Monday, April 17th, and we're back for our fourth of these Dev Update videos. We have a lot to cover today, and to help us do it, we're going to be joined by a familiar face to many of you, Ryan Reeve-Morellis. We'll tướng mới, thằng uh, Rift Tướng mới với lại chế độ 2 đấu 2 đấu 2 2, 2, 2, 2. <laughs> Với một số <laughs> cái thay đổi của mùa giải mới okay, time, Reset răng vào tháng 7 Reset nhẹ thôi, reset một phần, chứ không phải reset toàn phần we'll nha sẽ nhân cái cơ hội này để có thể có một số cái điều chỉnh, cái điều chỉnh giữa mùa này nó sẽ không nhiều như là tiền mùa giải. nó sẽ, cái điều chỉnh giữa mùa này nó sẽ nhỏ hơn tiền mùa giải nhưng nó sẽ hơn những cái phiên bản thông thường. Uh, rồi, mùa này thay đổi giữa mùa sẽ tập trung vào trang bị.

To inform our future plans for the items. thì đây sẽ là một cái mà Riot sẽ cố gắng ghi ghi chú lại rút kinh nghiệm để có thể dùng nó làm nền tảng để phát triển trang bị trong tương lai. Nói chung đây là một cái 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 thử nghiệm mới của Riot. Nếu như mà cái những cái thay đổi này nó vẫn không đem lại những kết quả tích cực thì đó sẽ có thể là bỏ luôn cái hướng định hướng trang bị hiện tại mà thay đổi một hướng khác bỏ cả cái khái niệm trang bị thần thoại luôn ờ, đầu tiên là có cái con Ivan sẽ được điều chỉnh <laughs> Now, if you want to hear more about the optimization side of things, there's a dev blog out today that has some more detail on our thinking there. All right, now let's talk about bots. And actually, today we're going to talk about two kinds. Bot. The bad kind and the, good kind. And the ugly. <cười> <cười> I previously mentioned that we'd be investing in removing unwanted bots in your games. Rồi, nó sẽ tập có một cái điều chỉnh để hạn chế những cái con bot. Bot này là gì? Đây là những cái con bot dùng để cày level ở cao. Sau đó những cái cao đó sẽ được đem bán. Thì nó sẽ khiến cho trải nghiệm của người chơi, đặc biệt là người chơi mới, đối với Liên minh huyền thoại, bị ảnh hưởng. Thì đây, để coi Riot sẽ làm gì với mấy con bot này. Uh, nói chung là sẽ làm những cái hệ thống uh, lọc bot tự động. Mình không biết ở sao Việt Nam như thế nào, nhưng bọn nước ngoài nó than là cả trong xếp hạng cũng có bot. Nó cấy bot ở trong xếp hạng luôn. Thì cái chuyện mà như mình nói cái chuyện mà ví dụ như cấm uh, chặn tool rồi chặn bot như thế này thì rod làm một cách liên tục và thường xuyên và sẽ làm theo từng đợt. Và thường thì người ta sẽ không có nói nhiều lắm về những cái vấn đề này để vì tránh việc mà kiểu như bức dây động rừng các bạn hiểu không? Nếu như mà đánh tiếng sớm quá hoặc đánh tiếng về việc là chuẩn bị có đợt quét thì bên uh, những cái thằng vận hành bot nó sẽ có thời gian để nó có thể phòng bị này nó có điều chỉnh các thứ chẳng hạn Nên đây là những cái việc mà thường thì nó sẽ không không đụng nói về mặt truyền thông nhiều lắm Okay, now let's talk about the good kind of bots. The kind that bot, bot want in your games. Đó là những con uh, chế độ chơi đánh với boss, đánh với máy. Tăng trí tuệ BOT nhân tạo. Uh, tăng độ thông minh của cái chế độ uh, đánh, đánh với máy. Uh, lower stakes and less stressful environment. Our improved bot AI systems will also give our devs new tools to work with and open doors to new content. We'll be testing these new bots on PBE, sẽ có test year, những con bot mới này trên PBE sắp tới, ở trong năm nay. Bot này có thể gọi pizza với lại giao pizza tới nhà luôn. Thật ra không cần nhất thiết cái gì cũng phải cố gắng nhét truyện cười vô. Đây là một cái mà cố gắng nhắc cái gì đó hài vô, chưa 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 ch thấy hài lắm. Thôi cười, cười phơi lớn, luôn. <cười> mặt đầy vẻ tự hào. <laughs> Mình thật là một người hài hước. <laughs> Nó vẫn cười. So first off, we talked previously about how we were deprecating 32-bit OS support in another video. Hãy điều hành 32 bit, không support nữa. things. một trong những cái điểm lợi của cái việc điều chỉnh này không support hệ điều hành 32 bit nữa là uh, trống bộ nhớ cho những thứ khác. As a first change, we're going to be expanding that from five slots. Cái khung, cái vòng biểu cảm. exploring some other further improvements to it at some point this year, which could include ability to favorite particular emotes or better ability to search them or Điều chỉnh đầu tiên là có một cái, cái này các bạn có xài nhiều không? Đây là một cái tính năng mà thật mình cũng không có xài nhiều lắm Nhưng mà thôi cứ cải thiện ra được, được, được rồi Nói chung là một trong những cái được thay đổi nhờ vào cái chuyện mà không hỗ trợ hệ điều hành 32-bit nữa là trống bộ nhớ ra xong sau sẽ điều chỉnh cái Cái vòng biểu cảm đó đang nói cái gì? Nó sẽ có những cái câu thoại của tướng mà những câu thoại này nó sẽ có một cái kịch bản kích hoạt ví dụ như gặp con tướng này gặp con tướng này hoặc là có một cái trường hợp nào đó thì kích hoạt những cái lời thoại này thì sau một khoảng thời gian vừa qua như các nào biết thì uh, càng ngày cái dữ liệu nó càng nhiều thì cái hệ thống này nó có nó gặp trục trặc. Nó hoạt động không uh, ổn, không mượt. Across... Thì bây giờ nó sẽ uh, Tại vì những cái thoại này nó có nó phụ thuộc vào tình huống con tướng này gặp tướng tướng kia theo cốt truyện như nào rồi có nó có cả dính tới trang phục nữa, skin nữa. the of dialogue. Thì nó sẽ điều chỉnh cái đó lại, sửa cái đó lại. We've done about a third of them so far. xong cái này nó đang làm được 1/3. <laughs> trong năm nay sẽ không nốt 2 3 còn lại. Hey everyone, I'm Ryan Reeve Morales, lead producer of Gameplay League of Legends. So a long time ago we promised a new creature Một con tướng creature nó là thuộc dạng là không phải con người nó là một cái loài một con con sinh thể. Creature dịch là gì? Sinh thể ha. Nó cũng không phải là động vật nữa nha. <laughs> and one that wasn't a cute cat không phải là mèo hay là cũng không có dạng người như Beowulf. Một con quái vật đen tối và đáng sợ. Tên của nó là Nafiri. Nafiri, tên hai chữ A này nó thuộc hệ Darkin. Nó thuộc nhóm Darkin. Sát thủ. Sát thủ theo hướng trực diện, đơn giản dễ chơi. Assassins, I guess. Straightforward, easier to pick up and play assassin. Or assassins, I guess. Technically a pack of assassins? We also have a new jungler named Briar. Con tướng rừng mới tên là Briar. Briar này Briar nghe giống tên một cái nhân vật nào trong cái tên mình đã thấy cái tên Briar này rồi. Robin Hood đúng không? Trong cái nhóm của thằng Robin Hood của Robin Hood nó có một thằng tên là Briar đúng không? Một con tướng rừng mới tên là Briar Cái tên này quen quen Nữ nha À Briar này là nữ Briar. Briar. Con này là nữ nha Being restrained Đang trong giai đoạn phát triển thôi nha anh em Bloodlust Bloodlust là Sự khát máu con tướng này có thể liên quan tới một cái cái chủ đề của nó là sự khát máu sử dụng máu kiểu kiểu như vậy tin buồn cập nhật gameplay cập nhật lối chơi và hình ảnh của Scarner có những cái bước tiến tích cực <laughs> nhưng mà chưa xong đâu nha anh em cần thêm thời gian Khoảng chừng 4 đến 6 anh em nào đã chơi Scanner đang chờ đợi cái cập nhật này thì anh em cứ bình tĩnh nha. Riot biết sự tồn tại của các bạn. Riot sẽ đáp ứng nhu cầu của các bạn. Cứ bình tĩnh. Hay không lấy mình làm cái Scanner vệ bình tinh tú thử coi. Xong coi cho Ari cười lên. Để cho tăng tốc độ sửa lại cho nó nhanh năm nay không có đâu nha đừng đợi đầu năm sau trong khi chúng tôi đang điều chỉnh cái lối chơi của scanner thì những họa sĩ những designer những người làm về mặt hình ảnh mà lẽ ra là sẽ làm scanner được chuyển qua làm skin à quên không phải được chuyển qua để cập nhật hình ảnh của một số vị tướng đường trên làm skin là không đúng là mình dẫn vậy thôi tại vì thật ra trong khoảng thời gian vừa qua cái skin của Riot cũng không phải là một cái cũng cũng bị uh, gọi là chất lượng nó không cao lắm á mình đánh giá là một vài năm gần đây là cái chất lượng skin nó không cao thì là phải chia sẻ nhân lực nhiều

Trước khi mà bị đốt chửng bởi hư không. Đây là cái kết nối duy nhất của Jack với quê hương của mình. Cho nên đó là lý do tại sao mà Jack lúc nào cũng kè kè với cái cây đèn này. Tại vì đây là một gọi là cái thứ để nhắc cho Jack nhớ về quê hương của mình. Ithaca đã bị nuốt chửng bởi hư không rồi cho nên không còn cái gì nữa, chỉ còn mỗi Jack còn mỗi cây đèn này để nhung nhớ hàng đêm thôi. So never it out of the site. But that thing is huge. So we can't possibly hold it. Nhưng mà cái cây này nó bự quá cho nên nếu mà có thêm một vũ khí thiệt nữa thì làm sao mà cầm được Cho nên là thôi dùng cái nó làm cây vũ khí luôn Nói chung là năm nay sẽ cập nhật hình ảnh của Jack Các bạn muốn đọc thêm thì các bạn sẽ có một cái bài viết riêng về cái phát triển điều chỉnh tướng Mùa hè này sẽ có một cái sự kiện lớn Kết hợp với đó là ra mắt chế độ 2 đấu 2 đấu 2 đấu 2 Một bản đồ mới Hình tròn hả Ê cái này Hồi đó có Hồi mà anh em còn biết mấy cái chơi Mấy cái custom map của WarRap đó, Nó sẽ có những cái map như thế này nè Nó cũng có những cái chỗ chế độ chơi 2 đấu 2 Hoặc là 1 đấu 1 Nó gọi là uh, FIFA All Được dạng Arena Hồi đó anh em có chơi không ta Hồi xưa Hồi xưa nó sẽ có những cái cái custom map của mà chơi theo kiểu này. nó hơi cổ với anh em mới chơi game Liên Minh sau này chắc không biết. Nó sẽ có những cái 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 hồi xưa gọi là custom map của Rap, nó sẽ có những cái chế độ giống giống kiểu kiểu như vậy. We can't wait to hear what you think about it when you get to play it in a few months. That's it for me. Here's Riot and Meddler. Now, before we go, I want to remind you MSI is coming up. MSI sắp tới sẽ có một cái uh, nội dung về esports của MSI lát nữa qua coi cái đó luôn. Uh, hệ thống trang phục của MSI là cái ink shadow này. Tiếng Việt dịch là gì ta? Hình chưa đi. Thông tin về Watch what Reward là các thứ mà các bạn có thể có được nha Tức là các bạn đăng nhập vô trang lợi lợi eSports bằng tài khoản Riot Và các bạn xem MSI thì các bạn sẽ được quà. Thường là nó cho cái rương hay là cái biểu cảm hay cái gì đó thì phải. That, bots, always, ok, qua coi cái kia nha. Hết cái đó, off nha anh em. Ủa? Chưa có Xạo <laughs> không mới ra Chưa có cái đó anh em ơi Cái 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 cây sport chưa có Thôi khi nào nó có rồi coi Thôi giờ óp nha Đúng giờ rồi Đúng rồi Ngày mai, ngày mai là ngày 30 tháng 4 À không, ngày mai là Ngày, nay bây giờ đang là 29 ừ đúng rồi ngày mai là 30 tối ngày 29 mình có stream không hên xui nha anh em tại vì tối mai là mình đi test uh, MSI trên VCS Studio cho nên là có thể là ngày mai không stream có thể nha Đang không chắc lắm bên lợi là Xbox hả Ủa có rồi hả à, rồi đó nằm bên nó nằm bên bay kia ok ok ok, Ok, okay đây vậy coi luôn Hi everyone, I'm Nazala Taha, global head of Lolly Sports. And I'm Jeremy Lee, Executive Producer of League of Legends. And we are so excited to welcome you to the twenty twenty-three mid-season invitational. If this is mừng is các bạn đến test, Invitational. We welcome to the exciting world of League of Legends esports. The midseason invitational or MSI is our first international competition of the annual lolly sports calendar. Giới thiệu thông tin sơ bộ 90 đội chuyên nghiệp trên toàn thế giới đã cạnh tranh trong thời gian vừa qua để giành vé t MSI. 13 teams from around the world. Từ 90 đội đó rút xuống còn 13 đội. Để tìm ra đội vô địch cuối cùng. Địa điểm thì thay đổi mỗi năm Lần đầu tiên MSI tới với London Bắt đầu từ ngày 2 tháng 5 Tới ngày 21 tháng 5 Diễn ra tại nhà thi đấu à, Copper Box 14 nền tảng Và 19 ngôn ngữ and with pro player trends and feedback in mind, we continually adjust balance every week to keep the game feeling fresh. Uh, đang nói về chuyện là cái feedback đến từ uh, người chơi này nó các thứ từ người chơi thông thường lẫn người chơi chuyên nghiệp để đưa ra những cái bản cập nhật MSI mỗi hai tuần. Weeks, it allows for a natural meta to evolve over the course of the tournament. So our balance changes in the lead up to this year's MSI were focused on ensuring that there's going to be a variety of champions picked thì trước khi đến với MSI này thì Rod muốn là tăng số lượng, tăng cái độ đa dạng về tướng được sử dụng và các đội hình được sử dụng. Cụ thể, điều chỉnh rừng để có thêm những lựa chọn khác. Việc đa dạng tướng thì tất nhiên rất quan trọng. And we're very thankful for that in esports, having an evolving and varied meta over the course of meta the promise for all back during the twenty twenty-three season kickoff event we kick made a promise esports and league the game would find moments throughout the year to really sync up our initiatives and deliver a more cohesive <laughs> community experience. chủ đề của MSI năm nay. Defi. Defi, DeFi nghĩa là kiểu như là chống lại, nè, với kinh như là Defi on odds là chống lại những cái dự đoán, thí uh, dụ mình là đổ cửa dưới thì mình sẽ gọi là Defi on odds, odds odd là cái tỷ lệ, boundary là giới hạn, limit cũng là giới hạn, hater là những kẻ ganh ghét. Expectation, DeFi expectation là vượt qua mong đợi. Thì cái cái chủ đề của MSI là phá vỡ kiểu như phá vỡ vượt qua này nọ các thứ DeFi. The the grungy... Cái phong cách grunge, cái chữ grunge tiếng Anh thì nó nó là một cái phong cách nó thay hơi dạng kiểu như uh, dùng từ gì ta, ngầu ngầu á, nó sẽ nó sẽ hơi đen đen tối tối xíu, nó sẽ ngầu ngầu một tí. Old of MSI's DeFi, fit perfectly into... và cái, cái chủ đề này nó sẽ đi theo chung hướng với lại cái cái dòng trang phục mà sẽ ra đợt này đợt kia là cái ink shadow. A we year, ink shadow. Now, ink... in Shadow. đầu in shadow theo nghĩa đen của nó in là gì in là mực mực này nó là hình xăm đại khái là như vậy but when the team saw some of the early concepts, we felt that it would be a perfect fit for MSI 2023. Đang thấy cái này nó hợp với MSI cho nên nhét vô chung luôn Ờ Cái ý nghĩa của cái nhóm trang phục uh, In Shadow này là cái Gọi là hầu hầm hố Nhìn ấn tượng Và thể hiện cái khát khao Để có thể nắm giữ vận mệnh bản thân Ink Shadow takes place in an alternate dystopian world where magic is strictly controlled. Ink Shadow là một cái bộ cái dòng trang phục mà nó nó sẽ cái cốt truyện của nó là một cái 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 vũ trụ mà một nơi mà phép thuật bị kiểm soát bởi một nhóm một nhóm tàn ác muốn độc quyền nó để có thể uh, gọi là kiểm soát cái khu vực đó. Cho nên là sẽ có những kẻ inơ đồ là những nhóm chiến sĩ đấu sĩ chiến binh nổi loạn chống lại những kẻ đang muốn kiểm soát uh, ma thuật đó bằng cách là mày kiểm soát ma thuật không? bố mày lấy mực xăm ma thuật lên người luôn bố mày trở thành ma thuật cho mày khỏi kiểm soát <laughs> Master Yi, Yasuo, Yone, Udyr toàn mấy con bán được không à? Ngon, ngon, ngon. Có tiền làm phim, có tiền làm nhạc. Cái gì mà chiếc cây xa nè, 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 đây nè, nè, cây xa nè, Master Yi nè, Yasuo nè, Yone nè. Thôi Cái này được tầm... Uh, chắc được một... Một episode của Akan 2 nha anh em anh em cố gắng ủng hộ để được 2 FPSO. We hope that this connection in game and out of game unlocks a more holistic shared league experience, whether you're the biggest esports fan or a casual player. Yeah, with the thematics locked in, we looked for ways to further tie these two together. And what better way than to sync our Ink Shadow event in honor of the pros. This year, players will have more ways than ever 25% tiền thu được từ cái dòng trang phục In Shadow sẽ À, In Shadow Event Pass tức là cái cái vé, vé sự kiện 25% tiền từ vé sự kiện In Shadow và trang phục Yasuo 25% của tiền thu được từ cái vé và trang phục Yasuo In Shadow đó sẽ đi vào tiền giải. Uh, nó sẽ có một cái bên đồ một cái gói một cái gói vật phẩm bao gồm có cái vé sự kiện trang phục Yasuo in Shadow và có một cái chroma đa sắc với lại một cái biểu cảm độc quyền 50% tiền từ cái gói đó cũng sẽ được bỏ vào tiền giải những cái biểu tượng của đội cũng sẽ được bán, biểu cảm nữa. Anh em nhớ mua ủng hộ gam. Cái tiền, cái tiền tổng tiền nó góp vào nó sẽ là tổng giải thưởng cho nên tất cả những đội tham dự MSI thì đều sẽ có phần thưởng. Cho nên các bạn mua thì gam có vô địch hay không thì cũng sẽ là tăng tiền thưởng cho gam và tăng tiền thưởng cho cái đội nào mà bạn mua ủng hộ như mình đã nói thì ở các máy chủ Riot hồi trước và bây giờ là Việt Nam bây giờ cũng là một cái một máy chủ thuộc Riot thì nó sẽ có một cái gọi là watch reward tức là phần thưởng khi mà xem eSports yêu cầu là gì các bạn phải dùng cái tài khoản Riot của mình đăng nhập vô và xem ở trên trang lợi eSports để nó có thể tính thì khi đó các bạn sẽ có cơ hội nhận được quà những cái phần quà To learn more about the MSI Ink Event Pass, head over to our Lowell Esports YouTube channel to watch our recently released video detailing all the news. The MSI anthem, rules are meant to break. Bài hát chủ đề của MSI năm nay Luật sinh ra là để phá à, Vậy mà lọc nó không được đi Tiếc With UK grime artist Shay Lingo just uh, Một bài hát được tính từ một nghệ sĩ của anh tên là Shay Lingo with UK grime artist Shay Lingo just dropped last week. We really wanted to create a track. Đây là một cái bài hát, một cái một cái track mà nó sẽ gợi nhớ về Luân Đôn. Thật ra cái 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 nhạc của tụi anh nó nó cũng đặc trưng á anh em. Cũng khá đặc trưng. Từ bóp cho tới hip hop nó nghe một cái biết liền. While also honoring our global audience. MSI is all about showing a spirit of defiance. So we went with a gritty, more experimental approach. Mình chưa nghe cái bài đó nữa. <laughs> Nói chung là đang khen cái bài hát rất là hợp với tinh thần của MSI Một tinh thần nổi loạn Sẽ biểu diễn cái bài hát này ở lễ khai mạc MSI Cái buổi lễ khai mạc của trận chung kết vào ngày 21 tháng 5 thì sẽ có biểu diễn trực tiếp Và chắc như mọi năm thôi là Mastercard sẽ là đơn vị tài trợ cho cái lễ khai mạc này Now let's chat about the tournament format.

cái này chúng ta đã thảo luận với nhau rồi trận đấu vô nghĩa là gì hai đội bị loại rồi hoặc là số phận của hai đội đã xác định rồi nhưng vẫn sẽ phải đánh với nhau thì với cái thể thức mới này của MSI thì sẽ không có những trận đấu như vậy tất cả các trận đấu đều có ý nghĩa thắng để đi tiếp thắng để không bị loại We recently dropped a format explainer video that can give you the full walkthrough of the new format. So check that out over on our Lolly Sports YouTube channel. If you've missed the news, a few days ago, we also just launched the MSI merch line. It's the first. Đây là áo. Thôi thôi Full mặc được. collection for MSI. Không mua không Really excited to be able to provide fans with more ways to showcase their fans. Mình có một cái màu trắng luôn rồi. Không mua. And I'd be remiss if I didn't take this opportunity to give a shout out to our global Lolly Sports partners for MSI. AWS Cisco, AWS, Cisco, Mastercard, Mac, OnePlus, Google, Mastercard, Mercedes Benz, OnePlus, Prime Gaming, Prime Gaming Red, Bull, Red Bull, Secret Lab, and Verizon, Verizon. That are so instrumental in supporting our mission to level up the fan experience year after year. Thank you. Now whenever we host an event of this magnitude, it's important that we do our part to give back to the local fans and community. Đây <laughs> là phần mà nói về cộng đồng với người hâm mộ ở nơi diễn ra sự <laughs> kiện. We'll be teaming up with the British Esports Federation. Ờ sẽ hợp tác với lại uh, liên đoàn thể thao điện tử Anh. Một cái tổ chức phi lợi nhuận. Uh, mục tiêu phát triển eSports. Tổ chức một cái sự kiện hai ngày kéo dài hai ngày ở Copper Box là cái chỗ mà diễn ra giải đấu á. Mời 100 học sinh tới để gọi là học giờ là giới thiệu về cách vận hành một cái sự kiện như MSI. Những cái cơ hội nghề nghiệp ở trong ngành thể thao điện tử

eSports liên minh huyền thoại trong khoảng thời gian vừa qua. À, bất kể là bạn bắt đầu ở trong freak basement, freak basement là gì? freak basement là cái tầng hầm của nhà thằng freak, nghĩa đen của nó. để nó nói về cái chung kết thế giới mùa 1 chung kết thế giới mùa 1 nó được tổ chức ở một cái một cái hội chợ game nào đó, mình không nhớ lắm như dreamhack hay đâu, đó, mình cũng không nhớ lắm nhưng mà nó nó có mấy chục thằng ngồi coi và nhìn nó giống như được tổ chức ở dưới tầng hầm của nhà thằng freak, freak thằng caster đầu tiên của liên minh huyền thoại. Đó là cái gọi ta gọi là khởi điểm Của liên minh huyền thoại eSports Thì uh, dù cho các bạn có khởi đầu Ở tầng hầm nhà thằng Frick hay là First World Final, or have a new... Hay là well người mới đến sport, với uh, eSports e Dô we'll Dreamhack hả? Ừ đúng rồi Cảm ơn anh em nhắc nha Đó là cái chung kết thế giới đầu tiên á Lúc đó đúng là cái game Không có nhiều người biết Chưa có nhiều người chơi đó là cái năm mà tích vô địch đó. Trận chung kết là tích đánh với lại Triple A. Hai đội châu Âu. Thì giống như hồi mà các bạn các bạn coi lại bây giờ các bạn coi lại chết bà giờ đâu coi lại được. <laughs> Nhưng mà nếu như sau này các bạn coi lại những cái video năm 2012 đúng là cái hình ảnh chất lượng hình ảnh ánh sáng âm thanh đúng kiểu như là mình với thằng bu ngồi cát ở trong tầng hầm. Thì đi chang thiệt. <laughs> Thì hồi đó coi các bạn coi lại những cái video đó đúng là ngồi cách trong tiếng của nó sẽ vang 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 á. Rồi chất lượng hình ảnh thì xấu, người cũng xấu. Sau đây là ít phút dành cho chuyên mục tuyển dụng. Nhằm chuẩn bị cho giai đoạn MSI 2023 sắp tới, ekip bình luận viên Hoàng Luân và Game Home Hòa Hưng cần tuyển 3 đến 5 bạn cộng tác viên cho vị trí sản xuất content. Yêu cầu cơ bản có hiểu biết sâu rộng về meta, gameplay liên minh huyền thoại cũng như hệ thống giải đấu eSports trong nước và quốc tế, có khả năng viết tốt, văn phong trôi chảy, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp căn bản và quan trọng nhất là có nhiệt huyết, đam mê cũng như tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Đổi lại, các bạn sẽ có cơ hội nhận được một mức thù lao hấp dẫn tương xứng với công sức và chất xám bỏ ra, được tiếp cận với môi trường social media chuyên nghiệp trong lĩnh vực thể thao điện tử và có cơ hội phát triển thăng tiến sự nghiệp theo định hướng truyền thông eSports. Anh em có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và tham gia ứng tuyển bằng cách liên hệ gửi CV thông qua fanpage Hoàng Luân hoặc địa chỉ email đứcnm@box.studio thay mặt ekip lu xin trân trọng cảm ơn